Đội nhà vườn xin giao lưu cây kế tiếp có mã số là 328. 328 là một cây hải châu lá nhỏ thành phẩm luôn nha. Cây này thành phẩm rồi, tay chi rất là già luôn nha. Đây nó đang ra cái đợt mới nữa rồi nè. Đang cho trái luôn nha. Trái nhiều lắm. Mình ấy hết rồi, tại vì mình mới cắt thốn cành lại hết rồi. Nó còn lại một trái nè. Chim nó ăn nhiều lắm. Cái này về mình có thể mình tháo dây. Nó có một số cành nó bị xiết là mình tháo dây rồi mình định hình lại thêm. Nói chung là mình chỉ giữ cành thôi chứ còn vấn đề tay cành thì đã làm ok hết rồi. Cây này cốt hoành là 12. Cốt hoành đây 12, đế rễ nè. Đế rất là khỏe luôn nha. Cây thùng lâu rồi nha. Đang nằm chậu tàu. Cây hoành 12 cao là 55. Đang nằm chậu tàu đường kính là 30. Đây chậu tàu đường kính 30 nha. Rất là hợp với cái cây. Này, tay cành nè. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 4.200k bao ship nha. Là một cây hải châu lá nhỏ thành phẩm rồi. Giao lưu nhanh 4.200k bao ship. Cây khá là đẹp. Cây này nhà vườn nuôi cũng 4-5 năm rồi nha. $4,200 bao ship luôn chậu nha. Ăn cành chín nè. Lắc lượng rất là đẹp. Đó, để có một cái cây như hiện nay thì mình phải trải qua 4-5 năm thời gian. $4,200 bao ship. Rồi nhà mình xem tham khảo ưng ý ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.